Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Ăn Gì Đây. Và ngày hôm nay Ăn Gì Đây rất vui có thể chia sẻ đến với các bạn một cái mẹo nho nhỏ trong cái cách làm món tỏi ớt ngâm chua ngọt giòn để được lâu, không bị xanh và không bị vắng trắng. Và đặc biệt là các bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian, một tuần hay nửa tháng, chỉ cần khoảng từ 2 đến 3 ngày thôi thì mình đã có được món tỏi ớt ngâm để mình ăn kèm với các món như là phở, bún, hủ tiếu, vân vân, ăn kèm được với rất là nhiều món, tăng đề kháng và kích thích cái vị giác của mình, tạo cái độ ngon trọn vẹn hơn cho các món ăn. 250g tỏi mình tách ra như thế này, tách từng tép thế này một chút, mình sẽ đi rửa qua với nước. Mình rửa cái lúc mà tỏi nó còn vỏ thế này luôn, mình chưa bóc vỏ nha, mình rửa sạch. 250g tỏi ha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ nên mình làm số lượng ít. Trường hợp mà nhà của các bạn làm để mà mình ăn số lượng nhiều thì các bạn tăng lên nha. Rồi tiếp theo, ở đây mình có là 100g ớt xiêm xanh. Cái ớt này nó rất là giòn và rất là thơm. Mình làm cái món tỏi ớt ngâm mình nên ưu tiên mình dùng cái ớt này thì nó sẽ rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa sạch qua nước. Tỏi mình cũng sẽ rửa sạch qua nước. Mình rửa lúc nó còn vỏ luôn, cho nó sạch hết bụi bẩn. Rồi nếu như mà có nắng thì các bạn mang ra phơi nắng để cho tỏi của mình nó nhanh khô nha, rồi mình mới đi bóc vỏ ha các bạn. Rồi trong lúc mà mình chờ cho tỏi và ớt của mình nó khô ráo nước hoàn toàn để mình đi bóc vỏ, thì ở đây mình chuẩn bị hỗn hợp nước giấm đường trước nha, ở mình phải chờ cho nó nguội đó. Thì với tổng lượng ớt đó là 100g và 250g tỏi, thì ở đây mình chuẩn bị là 200g đường. Ở đây mình dùng là đường cát trắng nè, và mình sẽ kết hợp với giấm, nhưng mà mình ưu tiên là giấm gạo đó, mình dùng cái giấm gạo. Rồi mình cho hết đường vào trong nồi, mình sẽ cho hết 450g giấm gạo này vào luôn. Giấm gạo mình có thể là tự nuôi tại nhà các bạn, chỉ cần có con giấm thôi là mình đã nuôi giấm được rồi. Rồi mình dằn vào đây 1/3 muỗng canh muối, khoảng bấy nhiêu đây. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cho cái hỗn hợp giấm đường muối này nó tan ra. Rồi mình để mức lửa lớn để cho hỗn hợp đường muối nhanh tan. Đường muối đã tan thì mình sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ và mình nấu thêm khoảng 5 phút. Rồi hỗn hợp giấm đường của mình đã nấu xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nguội hoàn toàn luôn ha. Trong thời gian chờ cho giấm đường nguội, mình sẽ quay trở lại mình bóc vỏ tỏi. Rồi tỏi đã khô rồi nè các bạn, mình sẽ đi bóc vỏ nha. Không biết là các bạn có cách nào nhanh hơn không? Các bạn có cách nào để mình bóc vỏ tỏi nhanh hơn các bạn? Đây là tép lớn nha. Đối với những cái loại tỏi mà tép nhỏ, các bạn là dành cả tuổi thanh xuân để bóc luôn đó. Cái tỏi này cái vỏ nó mỏng á, cho nên là đôi khi cũng sẽ khó bóc. Rồi ớt cũng đã khô ráo nước rồi, bây giờ mình sẽ đi ngắt bỏ cái đầu ớt. Cái này thì mình chỉ cần bứt ra là được rồi.
Rồi bây giờ tỏi thì mình sẽ đi mình bóc vỏ xong rồi mình sẽ cắt lát luôn, mình không có rửa qua với nước gì hết đó các bạn. Thì các bạn có thể là bào nha, mình có đồ bào thì bào sẽ nhanh hơn, còn không thì mình cứ cắt lát bằng dao như thế này. Rồi mình sẽ cho qua một cái thố sạch, mình cho hết tỏi mình đã cắt lát vào đây. Mọi thứ đều phải sạch nha các bạn. Dụng cụ để mình làm tỏi ớt ngâm á phải sạch, khô ráo nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho luôn cả ớt xiên vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp giấm đường đã nguội hoàn toàn mình cho vào đây. Rồi sau khi mình đã trộn đều rồi, mình thấy rất là vừa luôn, hỗn hợp giấm đường, tỏi, ớt nó trộn đều lên rồi. Giờ mình sẽ cho vào keo hũ. Ở đây mình dùng keo hũ thủy tinh nha các bạn. Mình trụng qua nước sôi, mình để cho thật là khô ráo hoàn toàn luôn, không có bị nước gì hết nha. Mình tiệt trùng cho nó kỹ. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi ớt vào trong cái keo này để mình ngâm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Mình ngâm khoảng 3 ngày là mình đã có được tỏi ớt ngâm để mình thưởng thức rồi. 3 ngày sau mình sẽ mở ra cho các bạn xem thành phẩm nha. Rồi đã hết 3 ngày mình ngâm rồi các bạn. Đúng hơn là 3 ngày rưỡi nha. Thường thì cái món ớt ngâm, tỏi ớt ngâm của mình á thì mình ngâm khoảng 2 ngày là ngấm đã ăn ngon rồi. Nhưng mà ở đây á do mình bận nè, mình ngâm đến 3 ngày rưỡi luôn. Đây các bạn thấy không? Đó. Ngấm rồi nè các bạn. Hoàn toàn là không có bị đen gì hết, tỏi rất là trắng, giòn, ớt cũng vậy luôn, không bị thâm đen gì hết nha các bạn. Nhìn ớt là các bạn biết là đã ngấm rồi đúng không nè. Và mình để ở bên ngoài luôn, mình không có đè nén gì hết, mình cứ đậy nắp kính như thế này thôi. Đó các bạn thấy không, tỏi rất là trắng nha. Và cái nước nè, cái nước tỏi ngâm rất là trong luôn, không có bị đục gì hết, không có bị nổi vắng trắng luôn. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ dùng cái muỗng sạch, mình múc ra bấy nhiêu. Mình cho tỏi vào trong phở bò nè các bạn. Ăn thử miếng tỏi ha. Rất là giòn luôn. Ngon quá. Chua chua ngọt ngọt. Cho tỏi lên. Mời các bạn nha. Quá ngon. Tỏi giòn lắm luôn. Không hăng không gì hết. Mới 3 ngày rưỡi mà đã thấm giòn vậy rồi đó các bạn. Đó, nếu mà các bạn làm thành công, áp dụng cách này thành công thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết cách làm tỏi ớt ngâm tại nhà. Để càng lâu thì tỏi càng ngấm ngon. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.